าไปจะมากแค่ที่สุดที่เกิดไปโอเคคือมีเซฟติดโดนเซฟระดับนี้คือดันยาเก้าคือตัวดันยาเก้าเลยก็ปานนายน้องตัวน้องเดี๋ยวตัวนี้อยู่ในชั้นก็ต้องขายให้ต่อนะก็ไม่ได้ดีให้ต้องมือทั้งเด็กก็ก็ดับรถจังทางนี้ดีแล้วเนาะเลยชื่อใบตั้งไว้หลายโปรเจกต์ตั้งนิ้วโปรเจกต์สีไปเฮลโหลว้าMỗi cái project nó có những cái folder graphics, text, communication graphics là nó đã có page hay là những trang mà chúng ta thấy chạy chạy ra bên ngoài. Text là những cái nó sẽ giải thích cái text này sau. Nhưng mà text này là một cái tạo biến. Nó tóm lại là nó tạo biến thì kết nối những motor start stop ở dưới đó. Rồi.Communication là sao? Tạo server, IO server, transfer, alarm server, report server, cái đấy sẽ hiểu sao? Và tạo POC để kết nối, tạo cấu hình POC, tạo cấu hình device, POC người ta gọi là IO device, IO devices để kết nối với thế giới bên ngoài. Rồi, như vậy bây giờ ta tạoCái kết thúc tạo một cái cluster là gì? Thì cái đó giải thích sao? Cluster nó là một cái đối tượng. Cluster A. Một cái cluster. Và trên cluster đó ta phải có một cái IO server. IO serverOkay, tôi tạo IOC, một IOC nằm trong cluster. Và bây giờ tôi tạo thiết bị để kết nối với POC. Thì ta dùng Express IO Device Setup. Click on the IO Device Setup. Và bây giờ tạo Next. Và cái tên của nó là IO Dev. Ta có thể thay đổi lên. Cái này nói sao khi các bạn sẽ làm từng bước với một project khác.Next. Và bây giờ thiết bị này là external chứ không phải là mô phỏng, không phải là bên trong. Thiết bị này external, POC đang chạy đó là external device, external IO device. Và POC này đang chạy, nó hỗ trợ một cái chuẩn, đó là chuẩn Modbus TCP/IP. Nó nằm ở trong industry standard protocol. Và trong industry standard protocol nó có Modbus, nó có đủ thứ trong đó. Và nó có một cái Modbus TCP/IP Ethernet. Và nó chọn cái đầu tiên và bấm Next. Như vậy tiếp theo là nó yêu cầu cái địa chỉ IP address of the POC. IP addressLà cái POC, ví dụ ngoài nó có địa chỉ bao nhiêu thì ta sẽ gõ địa chỉ IP đến vào đây. Trong trường hợp này nó chạy trên máy tính của chúng ta gọi là localhost 127.0.0.1 port là 502.502. Thì mọi người hỏi tại sao 502?Tại vì nó 502, tại vì là Modbus TCP/IP nó quy định như vậy. Hỏi không biết, tôi thích hỏi ông, thì ông đặt ra là cái port này giao cho cái Modbus này là 502, giống như tôi giao cho HTML là 80 vậy, đó. Tại sao 80 mà không 81, đúng không? Cái gì đó, không biết.
vẫn next và until you can finish. Ok, đó là xong rồi. Bây giờ để kết nối với cái biến bên dưới, chúng ta tạo tags. Tags, trong tags thì ta có variable và nó có variable. Chúng ta tạo variable tags hôm nay. Tạm thời tôi tạo variable tags. Thì tôi tạo một biến tên là motor, cái tên này. Tên này không có nghĩa rằng là nó tìm đúng tên nó kết nối đâu. Tên là cái tên thôi, là name. Tên nó phải IoT. Kiểu của nó là digital. Digital là auto, integer là số nguyên, log, double int, real, thập phân, string là ký tự. Như vậy, address. Cái này mới là quan trọng. Thế thì address bao nhiêu? Address bao nhiêu? Liệu ở dưới này ta có biến motor chưa có address? Ok, bây giờ tôi giao cho nó một cái địa chỉ là phần trăm M theo cái chuẩn IC là phần trăm M 100, địa chỉ đó là địa chỉ 100 hoặc là địa chỉ 123 đi cho nó trong cụ thể 123 M 123. Yes. Ok, nó mang địa chỉ M 123. Rồi, ở trên này 123. Nhưng mà 123 này là 123 bit. Cho nên là first nó quy định là có số 0 đứng đầu. Tôi gọi 000 123. Các bạn hỏi tại sao 123? Là bởi vì first quy định như vậy. Ta gọi 000 là 123 chính là địa chỉ. Ok. Rồi. Em hay replay rồi. Tôi add một lần đó. Add nhiều lần nó tạo ra nhiều biến. Cùng tên và cái combine nó sẽ error. Và các bạn phải đi biết thì dùng cái gì là những biến này. Rồi. Đây là xong biến. Khi tạo biến xong rồi, ta mới tạo cái trang lộng lẫy như thế này. Tất cả page, create a new page. Ok. Tạo cái start là một nhánh. Nhánh này ta gọi là start. Chỉ cần 16. Start này không có nghĩa là nó start. Nó là chữ tên. Chỉ ra bên ngoài một nhánh thôi. Và muốn start được nó vào gọi là input. Input và nó sẽ cho motor bằng 1. Ok, chúng ta copy and paste đó, một công nghệ rất là nhanh là 0, motor bằng 0 và thay đổi cái level thành stop, xóa AR còn ST, FOV. Đó là cách làm nhanh nhất. Có người còn có cái ví dụ trên này, ví dụ như có thể tôi quan sát cái thầy edit loa không chọn không chịu phải tìm copy pass vô thay vì thời gian đấy đi tìm vậy gõ là nhanh hơn. Ok rồi, như vậy thằng stop thì motor bằng không, start motor bằng 1. Ok, còn đây cái hình motor mà nha, như tôi cam kết ở trong bài toán ban đầu, cái hình motor thật đẹp và cam kết là thì là tôi sẽ nhét vào đấy một cái symbol rất là đẹp, cái gì gọi là đây thì ngày xấu quá. Bây giờ tôi chọn một là màu xám mà on là màu xanh, hai hình khác nhau. Và khi nào on khi motor bằng one. Và bây giờ set S cái K này lại. Còn S page number 1 page 1. Ok. Và bây giờ liệu có chạy được không? Đặt cái thằng này. Chạy được hay không thì ta phải compile. Compile. Compile.
day, one arrow. No user. No user has been defined. Has been defined. At least one user must be defined. No user has been defined. At least one user must be defined. Tức là chưa có một user nào cả. Nhất là một user cũng phải tạo một user. Như vậy user đó là trong system, system user system nó có một user. Nó sẽ tạo một user giả vờ nào đó là admin, chẳng hạn không có password, không có gì hết. Admin add vào, combine. And now the error is disappear. Ok. Và bây giờ run được chưa? Bấm vào run. Run project. Chưa thôi, thì làm nhanh quá. Hả? Đây,